Hi xin chào mọi người, quay trở lại với kênh YouTube của Son Studio. À, hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một cái chủ đề trong vòng 2 năm trở lại đây thì nó khá là hot, đó là cái cụm từ cái từ podcast. Thì hôm nay mình sẽ nói về podcast là gì và làm thế nào để làm một cái kênh về nội dung podcast à, có chất lượng âm thanh tốt nhất. Thì chúng ta những người mà theo dõi cái kênh Youtube của mình thì đa số là mọi người à, Tìm hiểu về lĩnh vực âm thanh và âm nhạc đúng không? À, muốn hát hay hơn à, Muốn chất lượng âm thanh nó tốt hơn Nhưng mà bên cạnh đó thì còn một cái chủ đề mà chúng ta à, Khá là hot thời gian gần đây Một hai năm trở lại đây đó là Về âm thanh, về cái voi của chúng ta, về cái giọng đọc của chúng ta à, Làm thế nào mà xây dựng một cái kênh à, Có chất lượng âm thanh về giọng đọc nó tốt Thì khi mà làm cái giọng đọc á nó có khác gì với khi mà chúng ta mix cái vocal hay là cái giọng hát của chúng ta hay không à, thì trên thị trường cũng có khái niệm gọi là voice talent tức là những người có khả năng à, có giọng đọc hay à, à, đọc lòng tiếng này hay là đọc sách nói à. thì à, đó cũng là một nghề ha thì làm podcast là sao thì bây giờ mình nói về podcast là sao podcast là những cái nội dung liên quan về chủ đề giọng nói, giọng đọc ha thì uh, có thể là uh, kể chuyện của mình này, có thể kể chuyện đời. Đó, kể chuyện đời thì uh, bao gồm là chúng ta có thể nói về sách nói. Uh, đọc sách nói này, chúng ta có thể đọc kinh Phật này. Hay chúng ta có thể nói lên những cái, cái 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 bàn về những chuyện cuộc sống chẳng hạn. Đó, hoặc là những cái chủ đề về chia sẻ. nổi tiếng nhất là chúng ta biết trên YouTube một cái dạng podcast đó là của kênh YouTube web 5 ngày á, ha, kênh YouTube hướng dẫn à, dạy học online ha, về khá là nhiều chủ đề về tiếng Anh này, à, về kinh doanh, về phát triển bản thân, rất là nhiều chủ đề và làm podcast á, thì thực sự nó không khó, làm podcast thì nó không có khó, nhưng không khó như nó không có đòi hỏi nhiều cái năng khiếu như là À, chúng ta hát hò đúng không? hát hò thì cần phải đúng tông đúng nhịp, á, màu sắc giọng phải đẹp. còn làm podcast thì nó à, có hai cái điểm mấu chốt mà à, mọi người nên quan tâm. thứ nhất là cái nội dung, à, nội dung làm podcast và cái thứ hai á là chúng ta sẽ tập trung vào cái chất lượng âm thanh. tại vì làm podcast là chúng ta chỉ chỉ nghe thôi nghe người ta nói và chúng ta làm để cho người nghe người ta nghe thôi ít khi nào làm podcast mà nó liên quan về hình ảnh lắm không có ít lắm cho nên là chúng ta nên tập trung vào hai thứ đó là nội dung và chất lượng âm thanh trong cái video này thì mình sẽ không nói về nội dung tại vì nội dung mỗi người thế giới quan cảm quan của mỗi người mỗi khác có người thích làm về sách nói thích đọc sách nói có người thích làm về uh, đọc uh, kinh phật truyện uh, À, ru ngủ chẳng hạn hoặc là à, có người muốn kể về cuộc đời của mình đó mỗi người có một chủ đề thì cái này mình không có hướng dẫn được tại vì mình cũng không có quá nhiều trải nghiệm trong cái làm với cái nội dung về podcast nhưng mà về chất lượng âm thanh thì mình hoàn toàn có thể giúp đỡ được mọi người có thể làm được một cái kênh podcast có chất lượng âm thanh tốt nhất rồi để có một cái chất lượng âm thanh tốt nhất thì mọi người à, chú ý cho mình những cái yếu tố sau À, cái thứ nhất là mọi người chọn cho mình các cái thiết bị để làm podcast. Thì để mà có chất lượng âm thanh chuyên nghiệp thì không thể nào mà dùng cái uh, micro từ điện thoại hay là từ cái tai nghe nhát tai được ha. Đó là điều không thể được chưa? Thì mọi người cần phải đầu tư cho mình nhưng mà đầu tư ở cái mức như thế nào và đầu tư những cái dòng nào thì uh, mình sẽ nói trong uh, ngay bây giờ đây. Um, thì cái micro á thì mọi người có thể là à, chọn cho mình hai dòng mic phổ biến đó là dòng mic condenser là những cái dòng mic mà chúng ta hay dùng để thu âm giọng hát á thì bây giờ chúng ta có thể sử dụng để thu âm podcast được luôn nha thu âm giọng đọc được luôn nha à, mọi người có thắc mắc là à, Vậy sao không mua những cái dòng mic chuyên cho để thu podcast đi à, mà tại sao phải dùng cái condenser nó có tối ưu hay không thì đối với mình nha à, tại sao khi mà mình Thu giọng đọc của mình để nói chuyện với mọi người mà mình vẫn dùng cái mic condenser. À, là bởi vì nó chỉ liên quan đến vấn đề là tạp âm mà thôi. Nó vấn đề tạp âm mà thôi. Các cái mic uh, dynamic á, ví dụ như Shure SM58 hay Shure SM7B á, thì nó có khả năng lọc tạp âm tốt tại vì nó là dạng dòng dynamic nó lọc tạp âm rất là tốt. Chỉ những âm thanh mà nào á mà có cường độ lớn á, thì nó mới bắt vào thôi cho nên là những cái âm thanh nhỏ như tiếng gió hay là tập âm môi trường nó không thu vào thì nó hỗ trợ lọc tạp âm rất là tốt nhưng mà tại vì chúng ta đâu có làm live đâu chúng ta đâu có làm live trực tiếp đâu chúng ta thu giọng đọc thì chúng ta có thể hậu kỳ sau đó bằng cái à, các cái công cụ lọc tạp âm hoặc là nếu mọi người à, làm trong phòng thu hoặc là có một cái cái phòng mà nó kín và nó ít tạp âm thì mọi người vẫn có thể là à, thu bằng mic condenser mà nó không có bị nhiễu tập âm môi trường. Ví dụ như mình đang làm trong cái thu mic condenser nhưng mà trong cái phòng thu của mình khá là kín tiếng và khá là ít tập âm. Cho nên là mọi thứ vẫn ok. Và mọi người phải biết nè, cái chất lượng âm thanh thu từ mic condenser nếu mà được lọc tập âm tốt nó sẽ hay hơn là micro thu từ cái dòng um, dynamic nha. Đó. Cho nên là mọi người có thể dùng các cái micro di uh, condenser để có thể làm podcast được nha. Thoải mái chất lượng âm thanh vẫn rất là tốt. Mọi người có thể hậu kỳ sau đó để giảm bớt tạm âm và bất cứ cái âm thanh nào xấu liên quan đến giọng đọc của mọi người nha. Cho nên là về vấn đề uh, khi mà mọi người có cái bộ hát live stream hay là bộ hát uh, karaoke, bộ hát kiểu như uh, hát với phần mềm đó thì mọi người hoàn toàn có thể dùng cái micro condenser đó để thu podcast được nha. Không nhất thiết phải mua thêm một cái uh, mic uh, dynamic riêng, nha. Yeah. Rồi, tiếp theo thì mọi người phải có một cái chân micro đó. À, thì cái này là điều cơ bản rồi. Khi hát hay là khi thu giọng đọc. Thu giọng hát hay thu giọng đọc thì cần phải có một cái chân mic. Cần phải có một cái chân mic. Chứ mọi người không thế nào mà vừa cầm mà vừa thu giọng đọc hoặc là thu giọng hát được thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng âm thanh. Tại vì cái khoảng cách thu nhiều khi mọi người đưa ra đưa vào và tiếng sột soạt đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái âm thanh của chúng ta. Rồi một cái nữa, yếu tố thứ hai á, là mọi người nên để ý đến cái tông giọng này, cái tốc độ đọc hay là cái gọi là và cái tinh thần mọi người đọc cái nội dung của mọi người nữa. Mọi người có thể đọc nhanh hơn, đọc chậm hơn người đọc cái tông giọng nó hứng khởi hơn hoặc là trầm buồn tùy theo cái nội dung của mọi người nha thì cái này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng âm thanh đó ha à, cái chất lượng âm thanh mà mọi người muốn truyền tải và tiếp theo là các cái yếu tố về à, làm sạch cái âm thanh làm sạch cái giọng đọc của chúng ta thì nó bao gồm là lọc tập âm này lọc tiếng nhấp miệng này đúng không thì khi nói là chúng ta hay bị tiếng nhấp miệng như thế này đúng không hay bị tiếng nhấp miệng như thế này cả giọng hát và giọng đọc đó và những cái âm bật ha những cái âm bật thì những cái âm bật nó khắc phục dễ thôi thì mọi người chỉ cần dùng cho mình một cái pop filter là nó có thể loại bỏ những cái âm bật được nha ha, những cái pop filter là mọi người có thể loại bỏ được đơn giản cái âm bật rồi và hơi thở thì chúng ta có thể hậu kỳ chút nữa mình sẽ làm một cái đoạn một cái đoạn giọng đọc mà một người khách nhờ mình chỉnh cái giọng của anh á thì mình sẽ cho mọi người xem ha Cho mọi người nghe thử cái chất lượng âm thanh Sau khi chỉnh sửa đối với à, Voice, đối với giọng đọc ha Rồi Các cái yếu tố này thì um, Về tạp âm, nhép miệng, âm bật và hơi thở Thì mọi người có thể hậu kỳ được ha. Nên là đơn giản thôi Rồi Một cái nữa là yếu tố tiếp theo Mọi người để ý là âm vang phòng Thì cái này liên quan đến mix Và cái không gian rồi Thì nếu mà mọi người cái không gian của mọi người bị vang á thì mix thì thực sự cái giọng nó cũng không có được trong cho lắm cho nên là mọi người có thể khắc phục bằng cái là để thêm lắp thêm rèm này hay là lắp thêm các cái miếng mút tiêu âm ha, cho nó bớt cái tiếng vọng ha. thì mình có thể làm cho cái giọng mình nó trong nó sạch hơn chứ không nghe cái phòng mà nó um um vang vang nó khó chịu lắm nó không có được đẹp cái giọng giọng đọc của mình đó rồi tiếp theo là cái độ lớn độ to của âm lượng á thì cái này liên quan đến vấn đề làm master thôi thì nó cũng y chang như là mọi người làm master cho giọng hát đó. À, thì âm lượng nó cũng phải đều giữ cho cái độ dynamic âm lượng nó đều thì chúng ta sẽ làm bằng plug-in luôn cũng không có gì quá khó khăn cả rồi tiếp theo là cái màu sắc giọng đọc à, màu sắc giọng đọc thì chúng ta sẽ cân chỉnh bằng eq trong phần mềm luôn à, nhưng mà à, mọi người cũng để ý cho mình là cái khoảng cách thu nha à, mình đã nói khá là nhiều lần rồi đó là khoảng cách thu càng gần, khoảng cách thu càng gần thì cái giọng mình nó càng trầm, cái tông màu giọng của mình nó càng trầm. Đó, khoảng cách thu xa thì cái giọng mình nó sáng hơn, nó thiên về tầng trep hơn, nó ít tầng trầm hơn. đó thì mọi người có thể lựa chọn cái tông, cái tông giọng bằng cách thu và chỉnh EQ. Đó. và yếu tố cuối cùng là nhạc nền. thì chúng ta phải canh sao cho cái âm lượng nhạc nền nó nhỏ và nó nghe rõ cái giọng đọc của chúng ta khi mà nhạc nền nổi lên chứ không hai cái yếu tố này nó đánh lộn nhau, nó xung đột nhau. Thì cái yếu tố này chúng ta có thể <laughs> giải quyết trong không mix cái giọng đọc với cái nhạc nền luôn. Uhm, giọng đọc chúng ta mà nếu mà không có nhạc nền đó, thì nó nghe nó, nó hơi à, đơn điệu xíu tại vì khi mà có âm nhạc vô đó, tâm hồn chúng ta nó bay bổng lắm, đúng không? Ví dụ bây giờ mình nói chuyện cho mọi người á thì có thể mọi người nghe thì nó cũng sạch sẽ đó nhưng mà nghe tầm 3 đến 5 phút nghe mà nói không không như thế này mà không có nhạc á nghe hơi chán đúng không? Không có âm nhạc vô có nhạc vô nó khác liền. Đó. Thì đó là bảy cái yếu tố mà mọi người nên để ý ha. Khi mà để có cho mình một cái làm cái kênh podcast của mình có chất lượng âm thanh tốt nhất. Thì bây giờ à, mình sẽ demo cho mọi người một cái đoạn âm thanh ha. À, để xem là khi mà chỉnh sửa âm thanh nó khác biệt như thế nào cho cái giọng đọc của chúng ta để chúng ta làm podcast chất lượng tốt nhất rồi mọi người cùng nhìn lên màn hình nha đây thì một cái nhạc này mình lấy từ kênh youtube không có bản quyền ha thì mọi người cùng nghe cái giọng đây đây là cái giọng mộc này rồi đây là cái track mình copy ra từ cái giọng mộc mình chỉnh cái track này đó mình sẽ để những cái plugin này và đây là mix theo kiểu giọng nó ấm nó trầm hơn đó, chúng ta thử nghe ha. Chúng ta thử nghe giọng mộc này. Rồi, mới vô mọi người đã nghe tập âm đúng không? Này, mọi người thấy tập âm này. Thì tất cả những thế này chúng ta có thể xử lý được à, trong phần, hậu kỳ, trong phần phần mềm này nha. Mấy bạn có để ý là mỗi khi trời mưa tạnh thì cái quan cảnh xung quanh trở nên rõ ràng tới kỳ lạ không? Tương tự như mỗi lần sau khi mà mình khóc xong thì cái con mắt của mình nó sẽ trở nên sáng hơn Có một sự thật mình nhận ra được là Khi mình trải qua nhiều nỗi đau Thì mình càng nhìn rõ được bản chất thực sự của mình à, Tiếng hơi thở và lâu lâu có tiếng nhép miệng Đúng không? Rồi ví dụ chúng ta bỏ nhật nền vào à, Chúng ta bỏ nhật nền vào thử coi Tương tự như mỗi lần sau khi mà mình khóc xong Thì cái con mắt của mình nó sẽ trở nên sáng hơn Có một sự thật mình nhận ra được là Khi mình trải qua nhiều nỗi đau thì mình càng nhìn rõ được bản chất thực. Mọi người thấy không? Có cái nhạc nền vô nó khác liền. Nhưng mà như thế này vẫn chưa tới ưu tại vì cái nhạc nền mình vẫn chúng ta nghe nó vẫn còn bị xung đột với giọng hát khá là nhiều. Đây là mình đang áp dụng các cái kỹ thuật bên mix nhạc, mix giọng hát qua làm podcast thì làm giọng hát á làm mix vocal là đã rất là kỹ rồi thì chúng ta đưa cái kỹ đưa tất cả các kỹ năng tất cả các cái phương pháp mix vocal qua làm podcast thì tất nhiên cái chất lượng giọng đọc của chúng ta cũng hay như vậy ha rồi đây là cái khi mình đã mix làm cho cái giọng nó sáng với cái nhạc nền ha mọi người nghe thử ha mấy bạn có để ý là mỗi khi trời mưa thì cái quang cảnh xung quanh trở nên rõ ràng tới kỳ lạ không Tương tự như mỗi lần sau khi mà mình khóc xong Thì cái con mắt của mình nó sẽ trở nên sáng hơn Có một sự thật mình nhận ra được là Khi mình trải qua nhiều nỗi đau Thì mình càng nhìn rõ được bản chất thực sự của mình Nghe nó hơi mông lung nhưng mà bạn đã bao giờ tự hỏi Tại sao những cái nỗi đau nó lại giúp cho chúng ta hiểu được sự sống này hơn không? Và điều gì sẽ... Mọi người thấy phê không? Đó, à, mọi người nghe rất là ok đúng không? Nghe cái giọng rất là nổi bật không? À. Không có bị xung đột quá nhiều Tất nhiên là âm lượng nhạc nền nó cũng hơi to đó Nhưng mà nó không bị Vẫn nghe rất là rõ cái giọng đọc Thì đây là làm cho Mình đang làm cho giọng mix Cái giọng đọc của chúng ta nghe nó sáng, nó sốt hơn, nó nổi bật hơn Còn đây là trường hợp thứ hai Mình muốn làm cho cái giọng đọc nó trầm ấm hơn à, Tùy cái um, Như mọi người muốn thôi Nghe nó hơi mông lung Nhưng mà bạn đã bao giờ tự hỏi Tại sao những cái nỗi đau nó lại giúp cho chúng ta hiểu được sự sống này hơn không? Và điều gì sẽ xảy ra khi mà mình cứ liên tục chống cự và tránh né những nỗi đau khi mà nó xuất hiện Ngày trước mình từng là một người sống kiểu rất là tư duy tích cực Chỉ tập trung vào những điều đẹp đẽ ở trong cuộc sống mà thôi Tuy nhiên chính cái điều đó nó lại khiến cho mình càng ngày càng cảm thấy mất cân bằng và bị tụt Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe ba đoạn ha Giọng mộc, giọng sáng và giọng trầm ấm khi mà kết hợp với nhạc nền này như thế nào nha Đây là giọng mộc chưa mix gì hết nha, mình chúng ta nghe trước này. Mấy bạn có để ý là mỗi khi trời mưa tạnh, thì cái quan cảnh xung quanh trở nên rõ ràng tới kỳ lạ không? Tương tự như mỗi lần sau khi mà mình khóc xong Con mắt của mình nó sẽ trở nên sáng hơn Có một sự thật mình nhận ra được là Khi mình trải qua nhiều nỗi đau Thì mình càng nhìn rõ được bản chất thực sự của mình Nó hơi mông lung nhưng mà bạn đã bao giờ tự hỏi Tại sao những cái nỗi đau nó lại giúp cho chúng ta hiểu được sự sống này hơn không? Và điều gì sẽ xảy ra khi mà mình cứ liên tục chống cự và tránh né những nỗi đau khi mà Ngày trước mình từng là một người sống kiểu rất là tư duy tích cực Chỉ tập trung vào những điều đẹp đẽ ở trong cuộc sống mà thôi Tuy nhiên chính cái điều đó nó lại khiến Ngày càng cảm thấy mất cân bằng và bị tụt mút thường xuyên Lúc đó mình cũng chẳng hiểu tại sao Cho tới một ngày mình... Đó đó là sự khác biệt khi mà chúng ta hậu kỳ Cái giọng đọc của chúng ta với à, trong phần mềm Thì tất cả những cái lỗi như là Tạp âm, văn phòng, hơi thở, nhép miệng, âm bật À, đều được khắc phục đều được xử lý nó à, tối ưu được chưa Đấy, thì mọi người có thể tham khảo các cái project giọng đọc này à, mình để cái đường link ở phía bên dưới mọi người vào website và tải về ha và các cái plugin nếu mà mọi người dùng á, mà bị thiếu á, thì mọi người tải thêm cái plugin vào để xử lý nha à, thì mọi người có thể thử cái project làm giọng đọc miễn phí của mình à, thì mọi người cái video này giúp cho mọi người Uh, biết được podcast là gì tức là những cái nội dung làm về âm thanh về giọng đọc thôi uh, uh, có thể là um, uh, nói chuyện uh, có thể là đọc kinh phật đọc sách nói uh, uh, chia sẻ về kinh nghiệm sống chia sẻ dạy học uh. thì mọi người um, bất cứ cái nội dung nào liên quan đến giọng đọc của chúng ta đó là podcast nha thì podcast đang là cái xu hướng đó, đang là trào lưu đó. Mọi người nếu mà có hứng thú thì có thể làm chuyển sang làm podcast nha. thì cái việc làm podcast thì nó không có um, bị bản quyền nhiều như là khi chúng ta làm âm nhạc, đôi khi hát cover thì bị bản quyền rất là nhiều. nhưng mà làm podcast thì trừ cái nhạc nền thôi, thì mọi người kiếm cái nhạc nền là mà không bị bản quyền đó rất là nhiều. còn lại cái nội dung thì hầu như không bị bắt bản quyền, nó đâu phải giai điệu đâu, phải âm nhạc đâu. cho nên là chuyển sang cái hướng làm YouTube về podcast cũng khá là ok đó, à, nhiều người bắt đầu tìm tìm để nghe các cái nội dung này. Rồi cái video hôm nay cũng dài rồi, hy vọng mà giúp đỡ được cho mọi người tìm hiểu về một cái uh, gọi là cái từ khóa podcast và cách làm podcast. Thì hy vọng cái video này giúp ích được cho mọi người nha. Mọi người nếu thích video này thì hãy comment ủng hộ mình và đăng ký kênh nha. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở những video khác của Sound Studio. À, có bất kỳ câu hỏi nào thì mọi người cứ comment phía bên dưới. Có thời gian mình sẽ trả lời nha. Ok, bye bye mọi người nha. Xin chào.